Hello các anh em, your Savage Elise. Ok, đây là ngoại hình của em nói, các anh em có nhìn được không nhỉ? Nhà nghèo nên chơi cái loại này thôi. Ok, và ngày hôm nay anh em mình sẽ nói về sản phẩm có thể gọi là khá là hot trong thời gian vừa qua của nhà Dior, một phiên bản tiếp theo của dòng Dior Sauvage mà nó có tên là Elise. Như thường lệ thì mình sẽ vẫn chia sẻ đến các anh em những cái điểm mà mình cảm thấy là tốt về mùi hương này và chưa tốt của mùi hương này. Và cuối cùng là trên quan điểm cá nhân của mình là có cần thiết nên sở hữu chai hoa này hay không. Và nếu như các bạn lần đầu có xem channel của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để mình có thể chia sẻ được nhiều hơn những cái gì mình biết về thế giới mùi hương để có thể gửi đến các bạn được nhiều hơn. Đó. Còn bây giờ thì các anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhá. Ok, lên đường. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em cảm nhận của mình về mùi hương của Dior Sauvage Elise. Có thể nói rằng chai hoa này sử dụng khá nhiều những đốt nguyên liệu thuộc nhóm hương phương Đông Oriental, mà ở đây ví dụ như là quế, bạch đậu khấu vân vân. Khi mà mình mới xịt chai hoa này thì cảm nhận rõ nét nhất về mùi hương của nó đó là một cái mùi đặc trưng của oải hương cộng thêm một chút cay nồng nhẹ làm nền của quế, của bạch đậu khấu, của nhục đậu khấu đó. Nhưng với mình thì mình cảm nhận khá là rõ là cái mùi oải hương. Và sau khoảng tầm 30 phút dry down xuống của nó thì nó có một cái sự biến chuyển nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, đó là mùi long diên hương. Mặc dù trong cái nốt nguyên liệu không hề đề cập đến có sử dụng nốt nguyên liệu này, thế nhưng cái tông mùi đặc trưng của long diên hương của Dior Sauvage những phiên bản cũ nó hiện lên khá là rõ trên dưới cái mũi của mình. Nhưng ở những phiên bản trước nó có một cái độ gắt, nó có một cái độ mạnh bạo, nhưng ở đây chai nước hoa này nó rất là mềm mại, nó rất là mượt mà, vẫn là cái mùi ngọt đặc trưng của long diên hương, mùi thơm mà ngọt của long diên hương cộng thêm cái nốt cay nồng nhẹ, nó làm nền, nó làm hỗ trợ mà thôi, chứ nó không phải là để bung lên, để tỏa lên. Và mình có cảm giác rằng giống như kiểu nếu như các anh em nào khi mà xịt Dior Sauvage và chúng ta cảm thấy nó quá là hăng, nó quá là mạnh, chúng ta muốn làm ơn có thể mềm mại được không, có thể nhẹ nhàng hơn được không, thì Dior Sauvage Elise chính là cái kiểu như mùi như thế. Nó bám rất là không tỏa một cách quá là dữ dội mà nó bám dai dẳng lên trên da, một cái mùi tông mùi ngọt thơm của long diên hương kết hợp cùng một chút những cái nốt nguyên liệu cay nồng nhẹ nhàng bám lên trên da. Phải nói rằng đấy là những cảm nhận của mình về mùi hương của Elise. Khi lần đầu tiên mình xịt chai hoa, mình thử một thời gian ngắn, và cái lần đầu tiên khi mình ngửi chai hoa này đó là vào một cái hôm trời nó khá là có nắng và mình cảm giác rằng không thấy có quá nhiều ấn tượng. Nhưng mà đến lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó, vào cái hôm mà vào trời có mưa, trời nó rất là mát, lạnh mà có mưa, thì chỉ có đợi có mỗi là lương về và mua ngay lập tức, bởi vì nó rất cái mùi hương của nó rất rất thích hợp với những cái thời tiết lạnh đó, thời tiết lạnh và nếu như có thêm mưa thì tuyệt vời, nhất là cái cảm giác phê của nó sau khi dry down khoảng tầm 3 tiếng về sau ấy, nó rất là phê, ngửi cái mùi nó thơm nhẹ nhàng, nó bám rất là dai dẳng lên trên da, nó không dữ dội, nó không ào ạt mà nó bám rất là cứ như thế này thôi, cứ như thế này, và kết hợp cùng với một cái thời tiết nó rất là mát, nó rất là lạnh, không còn gì để nói. Đó thì đấy là cảm nhận của mình về mùi hương của Elise. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ đến anh em những cái điểm tốt và chưa được tốt của chai nước hoa này. Điểm tốt đầu tiên của chai nước hoa này đó là mình khá là ngưỡng mộ perfumer Franco Demarchi, trong khi mà cái việc ông đã thay đổi gần như là về cái một cái tông, cái khung mùi ấy của Elise nó khá là khác so với những phiên bản cũ. Ở đây ông đã sử dụng hoàn toàn những cái nốt nguyên liệu thuộc dạng như cay nồng, fresh spicy và bold spicy kết hợp cùng với nhau. Thế nhưng khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ vẫn cảm giác ở đâu đấy, đặc biệt là cái dry down, cái hình ảnh của Dior Sauvage không thể lẫn vào đâu được, đừng hòng mà chạy, đó kiểu như thế. Và mình thấy rất là thích ở cái điểm này, bởi vì đôi khi những nhà nước hoa họ ra mắt rất là nhiều flanker nhưng họ vẫn là trên cái khung mùi cũ. Mà tiêu biểu đấy các anh em có thể thấy Blow Chanel, mình rất không hài lòng hai phiên bản Eau de Parfum và Parfum của họ. Có nghĩa là họ giống như kiểu là dựa trên một cái bestseller có sẵn và họ chỉ
lấy thêm một tí cho vào đây, lấy thêm một tí cho vào đây. Đấy, bán đi, không việc gì phải xoắn, kiểu gì các anh em cũng mua, giống như thế. Và mình không thích lắm những cái phiên bản tiếp theo của Blue Chanel. Nhưng ở ADC thì ông đã sử dụng rất rất là nhiều những nốt nguyên liệu cay nồng. Và cái mình thích ở đây, đó là cái tông mùi thì nó lại vẫn giữ được cái tinh thần của Dior Sauvage và mình rất là thích đó. Điểm tốt thứ hai đó là khả năng hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì đừng hỏi luôn, quá là tuyệt vời. Có thể là hiện tại thì cái mức giá của nó khá là chát, thế nhưng nếu mà để đặt ra một bài toán kinh tế và cái độ hiệu năng mùi, cái độ ghi điểm mùi khi mà chúng ta sử dụng thì mình thấy rằng cái mức giá bỏ ra không hề là đắt. Chai nước hoa bám rất là tốt ở hiệu. Mình nghĩ rằng khi mà sử dụng vào mùa đông thì chai nước hoa này rất là hay, sử dụng trong các dịp nào chúng ta cũng có thể sử dụng được. Mùi hương rất là nhẹ nhàng, bám tốt, và đấy là một cái điểm mình cảm thấy tốt thứ hai của chai nước hoa này, hiệu năng rất là tốt. Điểm tốt thứ ba ở chai nước hoa này đó là sau phiên bản EDT của Dior Sauvage thì ít nhất còn có thêm một flanker khác đáng để tham khảo mua, đó là EDT. Thực ra thì mình không quá thích phiên bản EDP. Ở phiên bản EDP nó giống như kiểu là một cái khung định hình sẵn rồi, và ông ta chỉ được cho thêm vào một chút cái vị ngọt của vani rồi sau đó là có mặt trên thị trường. Perfume thì mình không nói đến, mình thực sự là mình không muốn nói đến cái mùi hương của perfume. Nhưng ở phiên bản EDP nó là một cái khung gần như định hình sẵn của EDT, chỉ khác là cho thêm một chút ngọt vào, thế là đã có một sản phẩm mới. Do vậy mình không thích lắm hai phiên bản đó. Nhưng với Elise thì nó là một câu chuyện khác. Và mình cho rằng cuối cùng đã có một cái bản flanker đáng để cân đo đong đếm so với EDT. Tổng kết lại ba điểm mình thấy tốt ở chai nước hoa này, đó là mặc dù thay đổi về cơ bản cái nốt nguyên liệu, thế nhưng cái tinh thần mùi của Dior Sauvage nó vẫn còn khá là rõ. Điều thứ hai đó là hiệu năng mùi, và điều thứ ba đó là ít nhất đây là một phiên bản flanker đáng để chúng ta cân đo đong đếm so với EDT, ngoại trừ hai phiên bản không quá xuất sắc đó là EDP và Perfume. Đó, đấy là ba điểm mình thấy tốt ở chai nước hoa này. Còn điểm mình thấy chưa tốt ở chai nước hoa này, điều đầu tiên đó là cái biến chuyển mùi của mùi hương của chai nước hoa này thực sự là nó không có quá nhiều sự rõ ràng. Mặc dù như mình vẫn nói ở đầu video là mùi hương của nó khi mới đổ xịt thì cái vị quải hương cộng thêm cái gia vị cay nồng và sau đó là có long diên hương, thế nhưng về mặt cơ bản khi chúng ta xịt thì cái sự biến chuyển mùi nó không phải là có những cái cú twist, có những bước ngoặt, mà nó sẽ vẫn là giống kiểu là một theo một tuyến tính mùi như này, chỉ có khác là anh này xuống và anh này lên thế thôi, chứ không phải là một cú đó. Rất rất là cảm, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi giống như kiểu là hơi boring, hơi cảm thấy nó hơi buồn tẻ một chút xíu. Đấy, lần đầu tiên hoặc vài lần đầu tiên xịt thì có lẽ chúng ta sẽ có một cảm giác nó hơi đơn giản mùi, một cái dạng kiểu như thế. Thì mình nghĩ rằng đấy cũng là một điểm mà mình cảm thấy điểm trừ hơi tiếc của chai nước hoa này. Và điểm mình thấy chưa tốt thứ hai đó là sau phiên bản EDT thì nó có một cái biên độ sử dụng tuổi rất là rộng, thanh niên dùng cũng được, người đi làm dùng cũng được, thậm chí là trên 30 nếu như mà có một cái độ chất chơi thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Nhưng với Elise thì là một cái câu chuyện hoàn toàn khác, nó không quá hợp với các anh em thanh niên. Tất nhiên thì nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mình thấy rằng là cái tông mù này nó hơi nó giảm bớt đi cái sự sexy. Nó vẫn có một cái sức quyến rũ, thế nhưng nó không phải là dữ dội giống như phiên bản EDT. Thì điều đó đồng nghĩa rằng các bạn thanh niên, các anh em thanh niên, ví dụ sinh viên ấy, thì chúng ta không quá là hợp với cảm nhận của mình thôi nha. Còn thì tùy mình, với cảm nhận của mình thì các anh em sinh viên không quá là hợp. Đó, ít nhất là phải tầm từ 24 đổ lên thì chúng ta xịt Dior Sauvage Elise rất là ok. Đó, tổng quát lại, có đáng mua chai nước hoa này hay không? Thực sự mà nói thì nói thế nào nhỉ? Mình rất là thích mùi hương của chai nước hoa này. Đó, thực sự là mình rất là thích. Ít nhất là sau phiên bản EDT thì đã có thêm một phiên bản flanker, ít nhiều nó làm cho mình ngửi rất là phê, đặc biệt là cái dry down trong những ngày lạnh rất là phê. Và
Với cái quan điểm của mình nghĩ rằng nếu mà các anh em nào bắt đầu sử dụng nước hoa, đó bắt đầu sử dụng nước hoa nhé, mà trên tầm 24 đổ lên, mà chúng ta thích một cái mùi nó dạng kiểu đa dụng là một, và nó hợp với các hoàn cảnh chúng ta sử dụng, nhẹ nhàng, mùi không quá nồng, bám tốt, thì Dior Sauvage ADC xứng đáng sẽ là một cái mùi hương như thế. Đó, một cái mùi hương nó sẽ, tất nhiên là về mặt hiệu năng là tốt này, kinh tế đảm bảo, nghĩa là chúng ta chỉ cần xịt một vài sọt có thể bám rất là lâu. Đó, thì nó sẽ rất là hợp với các nhà nào có tiêu chí như thế. Còn lại, nếu như chúng ta muốn một cái mùi hương mà nó có một cái thể hiện rất là rõ nét cái cá tính của chúng ta, có thể chúng ta muốn là nó hơi kiểu như là Playboy, có thể chúng ta muốn nó giống như kiểu là một dạng là bad boy chẳng hạn, thì ADC nó không phải dạng một mùi hương như thế. Thì đấy là tùy theo chúng ta cân nhắc xem chúng ta hợp với cái nhu cầu như nào, chúng ta hạ tiền. Đấy là cái câu trả lời của mình là có cần thiết mua chai hoa này hay không. Đó, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em cảm nhận của mình về chai hoa Dior Sauvage ADC. Rất hy vọng mọi người cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.